Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống lũ quét tại các tỉnh miền núi Trung du Bắc Bộ. Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông. Công điện nêu, bão số 3 đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh vùng miền núi và Trung du Bắc Bộ đã có mưa, có nơi gần 600mm, lũ trên sông Thao và Lục Nam đã vượt mức báo động 3, ngập lụt cục bộ, sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều nơi, nhất là ở Hòa Bình và Lào Cai. Bão mưa lũ làm ít nhất 26 người chết và mất tích, 247 người bị thương, nhiều nhà cửa công trình hạ tầng bị hư hại, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Đặc biệt sáng ngày 9 tháng 9 năm 2024 đã xảy ra sự cố sập nhịp cầu Phong Châu qua sông Thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, có một số phương tiện giao thông và người bị rơi xuống sông. Thủ tướng Chính phủ gửi lời hỏi thăm, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão lũ, mưa lũ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, nhất là ngày 9 và ngày 10 tháng 9, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm, nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt cục bộ tại các vùng thấp trũng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước cùng lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến ngay hiện trường để phối hợp với đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh nêu trên tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó sạt lở đất, lũ ống lũ quét và ngập lụt theo thẩm quyền. Trong đó, tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất, mưa lũ, sập cầu, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình người bị nạn, bảo đảm đời sống cho người dân theo quy định. Rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. 3. Các bộ trưởng, quốc phòng, công an huy động ngay mọi lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và các địa phương có liên quan khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn đối với các nạn nhân vụ sập nhịp cầu Phong Châu. 4. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ sập nhịp cầu Phong Châu và mưa lũ, sạt lở theo chức năng quản lý nhà nước, thẩm quyền được phân công. 5. Bộ trưởng, thủ trưởng ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước, thẩm quyền được phân công, chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác bảo đảm an toàn cho lực lượng và công trình thuộc trách nhiệm quản lý. 6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều hồ đập theo cấp báo động, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. 7. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. 8. Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.